Đây là năm 21 thì khả năng là hết cái loại dịch vụ rồi nhỉ? Mua vào bán ra của cái loại dịch vụ rồi. Em ạ. Còn một loại nữa đó là hàng nhập khẩu. Có hàng nhập khẩu. À, hàng nhập khẩu chị để riêng đúng không? Hôm nào mình làm sau nhá. Chị chưa vào. Rồi, hôm nào mình xong những cái tờ này này, rồi mình sẽ nó cũng là một dạng mua vào thôi. Thì em hướng dẫn sau. Được chưa? Xong hết cái trong nước đã rồi em hướng dẫn chị nhập khẩu sau nhá. Ok. Bây giờ tiếp theo đi chị. Mình mua mấy cái loại này, điều hòa này, bộ máy tính này. Chị ghi vào nhá. Cho em 4 tờ hóa đơn này. Thể hiện là mình mua điều hòa này, máy tính, máy in. Được chưa? Nhưng những cái này thì mình không phải đi bán hoặc là lắp đặt cho khách hàng, mà là mình mua về để dùng văn phòng, đúng không ạ? Và hình thức thanh toán từ 20 triệu trở lên chị thanh toán bằng chuyển khoản là được. Em thấy toàn hóa đơn dưới 20 triệu thôi, đúng không? Rồi. Ừ, rồi. Đấy, hôm trước chị làm sai, bây giờ chị ghi cho em các bước nhá. Bước 1 này. Những cái này thì chắc chị cũng biết rồi. Hôm trước chị có trao đổi với em nên mình sẽ đưa qua tài khoản 242 để phân bổ nhá. Rồi. Đó. Máy tính này, máy in này, vân vân vân, để phục vụ cho văn phòng hoặc là sản xuất cũng được nhá. Rồi. Để phục vụ á, chứ không phải là mình đi lắp hẳn cho khách hàng, mà gọi là để mình phục vụ. Thì mình sẽ đưa qua tài khoản 242, chi phí trả trước. 242 là cái hệ thống tài khoản này chị, tiện thể là mình đang mở đây, mình bôi vàng cho em luôn để về còn học nhá. Thực ra 242 này cái đầu kỳ mình có tiếp cận rồi đấy. Nó là những cái mình có giá trị nó hơi cao một chút, cao cao á. Dưới 30 triệu đồng, cao nhưng mà cũng chưa được đến 30 triệu đồng đâu. Dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh, chi phí trả trước nói chung và những loại công cụ dụng cụ nói riêng. Để phục vụ sản xuất kinh doanh thì mình sẽ sử dụng tài khoản này nha. Đó, thì cái này đã là phân bổ thì mình phải làm hai bước. Bước 1, chị vào mua hàng, chọn chứng từ mua dịch vụ đều được nha. Hoặc là mua hàng hóa đều được, miễn hạch toán đúng là được thôi. Chỗ này mua dịch vụ cho nó nhanh nha. Chị đang làm trước cái chị tự nhập mua dịch vụ rồi thì em để luôn chị mua dịch vụ này. Cái hình thức thanh toán thì giống như mọi lần trước mình đã làm thì vẫn chỗ này thanh toán bằng tiền mặt, cho nên mình chọn thanh toán ngay nhá. Nhà cung cấp bình thường đầy đủ này. Cái số chứng từ này bình thường chị cứ để cho nó tự nhảy đi, không cần quan tâm để ý đến nó đâu nhá. Cho nó tự nhảy, sau này em hướng dẫn chị đánh lại số chứng từ ở phiếu chi sau nhá. Mã hàng thì điều hòa rồi. Ban đầu nếu như bình thường mình không phân bổ thì mình đưa vào 6422 được nhá. Nhưng nếu mình phân bổ thì chị sẽ cho em qua tài khoản 242. Hôm trước em thấy sai em bỏ ghi rồi, hôm nay nhấn sửa nhá. 242 chị này nhá. 242 chi phí trả trước. Chị hiểu bản chất đúng không ạ? Cái này 242 này mình sẽ có 11, chị đánh số lượng đơn giá thành tiền vào đây, tổng vẫn thế một cái 17 triệu đúng không? Chỉ có đổi cái định khoản thôi nhá. Không chọn thống kê đúng không ạ? Rồi, bước này chị hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi, chị nhấn cắt cho em. Đấy là bước 1 là bước hạch toán đấy nhá, cho qua 242. Xong là bước 2 này, để phục vụ cho việc phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh của từng tháng thì mình phải làm bước 2. Bước 1 là bước hạch toán đúng không ạ? Rồi. Hạch toán thì nó mới lên được 242, mới lên được thuế chứ, đúng không nhỉ? Còn bước 2 là để phục vụ cho việc phân bổ. Vì sao phải phân bổ nhỉ? Cái 17 triệu này mình không thể cho vào chi phí của một tháng được, đúng không? Bởi vì bình thường cái điều hòa này mình phải dùng một thời gian, đúng không nhỉ? Một thời gian theo kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chứ không thể dùng một tháng là hết chi phí được, đúng không ạ? Chị hiểu ý em chưa? Hiểu rồi. Cho nên mình mới phải làm bước 2 nhá. Chị vào công cụ dụng cụ này, chọn ghi tăng. Mấy buổi đầu học á là mình có khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ nhá. Đầu kỳ là năm ngoái của bạn kế toán cũ chuyển sang á, đúng không? Mình có 3 cái mã này này, đúng chưa? Còn bây giờ là mua mới trong năm, hôm đấy chị có hỏi em luôn á. Đầu kỳ thì mình vào khai báo đầu kỳ, nhưng sau này phát sinh mới thì mình vào ghi tăng, chị nhớ không? Rồi. Thì chính hôm nay là mình vào ghi tăng đây. Mục đích thì cũng chỉ là lấy cái tổng giá trị này chia cho số tháng để ra số tiền phân bổ mỗi tháng thôi mà. Để tính vào chi phí, cái số tiền phân bổ mỗi tháng này khi đó mình mới tính vào chi phí chị nhá. Còn ban đầu á là mình mới chỉ đưa vào 242 thôi, còn dùng đến đâu á thì mình mới đưa vào chi phí, phân bổ và đưa vào chi phí đến đấy, được chưa? Em chọn ghi tăng, nó ra cái cửa sổ này này. Đây tức là chọn công cụ dụng cụ này. Chọn ghi tăng ở thanh dọc đây nhá. Số chứng từ ghi tăng thì tự nó cập nhật rồi. Mọi hôm của mình OBN là ký hiệu của đầu kỳ chị nhá. Rồi. Hôm nay là ghi tăng số 01 này, ghi tăng công cụ số 01 là cái đầu tiên mình làm, nên nó nhảy số 1. Lần sau chị ghi tăng có cái số 2, số 3 nó tự nhảy số 2, số 3 nhá.
Cái này là tự nó nhảy ấy. Đúng rồi, tự nó nhảy. Kệ nó sẽ nhảy đúng thôi. Nếu mà mình làm mà lộn xộn thì sau này em hướng dẫn chị đánh lại số chứng từ theo ngày tháng thôi, không lo. Ngày ghi tăng thì là mình rồi. Ngày ghi tăng thông thường mình sẽ để trên ngày cùng với ngày với hóa đơn, mình phân bổ đúng ngày với hóa đơn luôn. Vừa nãy mình đang không nhớ thì vào mua hàng đúng không? Đồ hóa không? Đang làm cái đồ hóa trước hả em? Đúng rồi, ngày 29 tháng 12 đấy chị này nhá. Nếu mà trong trường hợp này, nếu mà nó kiểu cuối tháng quá thì chị có thể đẩy sang ngày đầu tiên của tháng sau để phân bổ cũng được. Ok nhá. Ví dụ như 29 tháng 12 chị còn có 2-3 ngày, chị không muốn để thì chị để có thể bắt đầu để từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 nhá, cho nó gọn đúng không ạ? Không ai bắt bẻ mình mấy ngày này đâu. Còn nếu chị bảo là mình đang thiếu chi phí, vẫn muốn tận dụng hết chi phí thì chị để luôn cho em ngày 29 tháng 12 năm 21 đúng ngày hóa đơn luôn nhá. Rồi mã công cụ với tên thì chị tạo cho em thôi. Ví dụ như là chị để tạo cho em cái điều hòa Daikin, cái điều hòa Daikin chẳng hạn. Rồi tên thì ghi rõ ra, mã thì ghi ngắn gọn thôi cũng được. Nếu không chị thích thì chị để như này 01, cái phát sinh đầu tiên chẳng hạn. Để theo tên cũng được mà để theo số thứ tự cũng được. Em thì em hay để là công cụ dụng cụ 01, 02, 03 vân vân, cho nó nhanh gọn. Còn cái tên mình đánh rõ ra. Rồi chị ghi vào cho em. Rồi loại, nhóm, lý do bỏ qua không cần đâu. Chị ghi vào đúng như thế luôn. Loại, nhóm, lý do ghi tăng bỏ qua. Bởi vì mình biết mình đang ghi tăng ở đây là biết là mua mới rồi, đúng không ạ? Đấy, chỗ này đơn vị tính thì chị đánh chiếc cái thì đấy tên hóa đơn này. Số lượng vẫn là 1 này. Bộ này, đúng rồi, số lượng 1. Đơn giá là 17 triệu mấy. Số này là đơn giá thành tiền này là chưa thuế chị nhá. 17 triệu thôi đúng không? Đúng rồi. 17 triệu mấy mà chị đang đánh như thế là 174 triệu kia. Thừa một số 0 à? Chuẩn rồi đúng không? Đây chị này, nếu mà quên thì có 17410909. Được chưa? Rồi. Số kỳ phân bổ, nhớ cho em là cái đơn giá và thành tiền này là chưa thuế chị nhá. Chưa tính thuế, bởi vì nãy là mình hạch toán nợ 242 là cái phần chưa thuế, sau đó thuế là tính riêng, đúng không ạ? Rồi chị xem nào. Rồi, cái số kỳ phân bổ nhá, đối với công cụ dụng cụ mà mình dùng như này này, bởi vì giá trị của nó là dưới 30 triệu đồng thôi. Còn từ 30 triệu đồng nó là tài sản cố định rồi. Hình như là của mình từ đầu năm giờ là chưa hề có tờ nào mua tài sản cố định đúng không? Chưa có. Ừ, khi nào có thì em hướng dẫn nhé. Ok. Nhưng mà cứ nhớ cho em là dưới 30 triệu đồng là công cụ dụng cụ, từ 30 triệu đồng trở lên là tài sản cố định. Cả hai loại này đều dùng phục vụ sản xuất kinh doanh nhá. Thì bởi vì giá trị của nó là dưới 30 triệu đồng thôi, cho nên thông thường số kỳ phân bổ mình để thấp thôi, một tầm khoảng tầm từ 3 năm trở xuống, tức là từ 36 tháng trở xuống nhá. Thì em lấy ví dụ như chị để 36 tháng thì mỗi tháng nó sẽ phân bổ cho mình tính vào chi phí là 483.000. Nhá. Thế chị không thích 36 chị để 24 thôi, tôi dùng 2 năm thôi, 725.000, ví dụ thế. Cái này là tùy kế toán, không ai bắt bẻ mình cả. Thì lưu ý cho em nhá, trên nhiều bạn hỏi em là ví dụ trên thực tế tôi phải dùng cái điều hòa này 5-7 năm cơ, không phải dùng 2-3 năm đâu. Thì đúng rồi, thực tế thì mình dùng lâu hơn, nhưng mà ý là cái sổ sách kế toán thì mình để ngắn hơn như thế thôi, để tính vào chi phí cho nó nhanh thôi. Chứ mình dùng hết cái chi phí này rồi, ví dụ như sau 24 tháng thì giá trị của chị sẽ bằng đúng 17 triệu thì có thể thực tế mình vẫn dùng, nhưng mà trên sổ sách là hết theo dõi rồi. Đấy, sổ sách kế toán nhiều khi nó khác thực tế một chút nhưng mà nó vẫn hợp lý. Rồi, tài khoản chờ phân bổ chị thấy nó tự nhảy 242 đúng không ạ? Rồi. Chị thấy đơn vị sử dụng này giống như mọi hôm mình làm đầu kỳ á, chỉ có hai bộ phận. Ví dụ bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận văn phòng, có thêm nữa nếu như chị có thêm nữa là bộ phận lắp đặt, đúng không? Nếu có nhá. Nếu mà có mua cái máy móc gì mà chị dùng cho bộ phận lắp đặt á, bộ phận dịch vụ á. Em để chữ này bộ phận dịch vụ nhá. Chị làm thêm dịch vụ á thì vẫn có thể cho nó vào. Nhiều khi mình đi lắp đặt á thì mình tự mua nguyên vật liệu về mình đi lắp đặt thì nó vẫn có, đúng không? Em cứ tạo văn phòng bộ phận như thế nhá. Rồi, bữa nay là bộ phận quản lý đúng không ạ? À, bộ phận quản lý văn phòng. Rồi, trang 2 nhỏ, thiết lập phân bổ. Thực ra cái này mình làm một cái đầu kỳ rồi, chị nhớ không? Nếu dùng cho văn phòng thì là tài khoản chi phí sẽ để 6422, bởi vì tên của nó là chi phí quản lý doanh nghiệp, đúng không ạ? Đây 6422, mọi hôm mình có đánh dấu vào đây rồi này. Nếu như mà dùng cho bán hàng thì là 6421, là chi phí bán hàng. Nếu như dùng cho dịch vụ thì là 154. Phần mềm thì bao giờ nó cũng nhảy 6422, nó chỉ cài đặt được một cái thôi, một tài khoản thôi, nhưng mình phải tự sửa theo cái đơn vị sử dụng trước đó nhé. Một là 6422 này, hai là 6 một, và như em vừa nói là bao nhiêu nhỉ? 154.
1, 2, 3 đấy chị phải gắn vào cho em từng cái bộ phận nhá. Em nhắc lại này, nếu dùng cho bộ phận văn phòng, công cụ đấy dùng cho bộ phận văn phòng thì mình chọn tài khoản 6422, được chưa? Bởi vì 6422 là tên của nó là gì nhỉ? Chi phí quản lý mà, văn phòng quản lý. Đúng không ạ? Rồi, nếu như mà dùng cho bộ phận kinh doanh ấy, thì 6421 chi phí bán hàng, cái này ít hơn này. Nếu dùng cho bộ phận dịch vụ, dịch vụ thì liên quan đến giá thành á, lắp đặt đồ các thứ á, chị nhớ không? Mà mình vẫn phải dùng các cái dụng cụ đi kèm chẳng hạn, mình không phải đi thuê bên thứ ba đâu, mình tự đi lắp đặt thì có phải là mình phải dùng 154 không ạ? Tên của nó là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nhá. Rồi, ở đây của mình là chọn tài khoản 6422. Rồi mục 3 nhỏ chị bỏ qua, sang 4 nhỏ nguồn gốc hình thành. Chẳng qua là mình chọn cái bước 1 thôi, chứng từ gốc của bước 1 á, để thể hiện xem nó là thuộc vào hóa đơn nào thôi. Chị tích vào nút chọn cho em để chọn chứng từ gốc của bước 1. Rồi đúng rồi, chị đánh từ 1 tháng 1 năm 21 lấy dữ liệu ra. Đó, thì nó lên ra cho mình một loạt những cái mình cần tìm ở đây là tài khoản 242 đúng không ạ? Thì chị đặt vào đây, đặt con chuột vào đây này. Đặt đây cho nó nhanh vậy nào. Em bày cho nhá. Đây, có chỗ nợ 242 chị đánh vào đây. Đó. Có phải nó nhanh hơn không? Thì chính là hóa đơn số 16 của mình ngày 29 tháng 12 đây. Tích vào ô vuông này để chọn nó. Chị tích vào ô vuông này nhá. Rồi, xong nhấn đồng ý. Là xong. Tức là mục đích là mình đây, mình khai 17.410.000 đây, 909 đúng không ạ? Thì đây hóa đơn gốc của mình cũng đúng theo số tiền này. Nhiều khi mình nhìn nhầm hoặc là nhìn sai chẳng hạn thì có phải là 17. Ví dụ 140 chẳng hạn thì dưới này là 17.410.000 thì nó sẽ báo sai ngay nhá. Nhá. Tức là hóa đơn gốc là một tiền khác mà cái số tiền mình khai lên đây là một số tiền khác. Rồi chị tích vào chữ ghi tăng cho em. Tích em vào chữ ghi tăng là hoàn thành bước 2. Đó, chị ghi cho em muốn xem lại danh sách bước 2. Giả sử như em để chỗ khác đi. Đó, thì chị vào công cụ ứng cụ này, chọn ghi tăng ở thanh ngang. Tên Misa mọi hôm giờ mình học là cứ cái gì muốn xem lại danh sách thì ở thanh ngang đúng không ạ? Còn khi thêm mới thì ở thanh dọc, đúng không? Nhớ không? Thì cái này cũng thế. Thì chị vào công cụ ứng cụ này, chọn ghi tăng ở thanh ngang đây. Đó, đánh từ 1 tháng 1 như mình đánh rồi ấy, thì nó sẽ tự lấy dữ liệu, nó sẽ tự ra đúng không ạ? Chính là điều hòa Daikin. Chị nhìn thấy cho em nhá, ba phân biệt cho em cái chỗ số chứng từ này. Nếu mà OPN là đầu kỳ năm ngoái chuyển sang, còn ghi tăng công cụ số 1, số 2 này là mua mới nhá. Tí nữa chị thêm cái thứ hai nó sẽ tự nhảy là ghi tăng công cụ số 2 nhá. Chị ghi cho em một lưu ý. Lưu ý, ở đây mình đang thiết lập trước thôi. Bước 2 này mình đang thiết lập trước, còn việc phân bổ phải chờ đến cuối tháng. Chờ đến cuối tháng để làm gì chị nhỉ? Để mình gom lại trong tùy gồm những cái nào nữa thì phải làm nốt. Thì cuối tháng phân bổ một lần thôi, đúng không? Ừ, rồi. Là chứng từ là của kỳ trước à? Nếu mà số chứng từ, chị thấy cái cột số chứng từ đây không ạ? Thì chị nhìn vào đây thì có 4 cái đúng không? Thế nhưng mà những cái mà số chứng từ là OPN có phải là những cái mà năm ngoái chuyển sang không? Năm 2020 chuyển sang không? Rồi. Đó là kế toán cũ người ta chuyển, người ta đưa bàn số liệu cho mình nhập vào đây hôm trước mình chị em mình nhập mà. Rồi. Đúng không? Thì là đấy là chứng từ của năm trước. Đúng rồi, là mình hiểu OPN là ký hiệu của đầu kỳ. Dạ. Còn ghi tăng công cụ bắt đầu từ ghi tăng công cụ số 1, số 2, số 3 vân vân trở đi á là mua mới trong kỳ. Rồi. Đấy chưa? Rồi. Nha. Yeah.